Nhiều nguồn tin trên mạng xã hội cho rằng Hoài Linh vay 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, giải ngân tiền từ thiện miền Trung. Chiều ngày 2 tháng 6, trên một diễn đàn lớn về tin tức, đăng tải hình ảnh hợp đồng vay tiền được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nguồn tin còn cho hay, nam danh hài dùng 13 tỷ đồng từ thiện miền Trung đánh bạc nên phải vay 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, giải ngân tiền từ thiện. Người đăng tải còn khẳng định chắc nịch rằng giấy vay tiền của anh, nghệ sĩ Hoài Linh, chính xác là ở quận 7. Chắc chắn là thật 100% vì mộc này là mộc đỏ. Không ai dám lấy dấu đỏ đóng bừa, đi tù như chơi. Theo thông tin trên bản hợp đồng vay tiền đang lan truyền trên mạng xã hội, bà Long Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã ký xác nhận có dấu đỏ. Bên B, Võ Nguyễn Hoài Linh ký xác nhận vay 5 tỷ đồng của bên A, ông Ngô Mỹ. Hợp đồng được thực hiện vào ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại công sở Ủy ban Nhân dân phường. Dù chưa thực hư nhưng hợp đồng vay tiền có mộc đỏ của phường cùng xác nhận rõ ràng của hai bên nên khiến dân mạng hoang mang, đặt nhiều nghi vấn. Phóng viên đã liên lạc với trợ lý của Hoài Linh. Người này cho biết hợp đồng vay 5 tỷ đồng trên là giả mạo. Thông tin trên giấy đều không đúng, kể cả chữ ký cũng không đúng. Nên bên nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sẽ không lên tiếng mà chỉ tập trung giải trình các khoản tiền từ thiện. Trợ lý của nghệ sĩ Hoài Linh cho hay. Trợ lý nghệ sĩ Hoài Linh cũng cho biết ông Ngô Mỹ xuất hiện trong hợp đồng vay tiền là chủ một công ty kinh doanh trầm hương. Ông Ngô Mỹ sẽ sớm có lời giải thích về vụ việc, đại diện Hoài Linh nói thêm. Ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh cũng khẳng định giấy vay tiền là giả mạo. Tôi không hiểu tại sao họ lại muốn hại anh Linh đến như vậy. Hiện anh Ngô Mỹ đang làm việc với công an, làm giả giấy tờ nhà nước là tội rất lớn, nam ca sĩ nói. Phóng viên cũng liên lạc với ông Phạm Thế Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, quận 7 để xác minh vụ việc. Ông Phạm Thế Quang xác nhận bà Lâm Thị Phương Thảo từng làm phó chủ tịch của phường Phú Mỹ, quận 7. Tuy nhiên bà Lâm Thị Phương Thảo đã chuyển công tác sang đơn vị khác cách đây hơn một tháng. Vì vậy, hợp đồng vay tiền được thực hiện vào ngày 28 tháng 5 năm 2021 có dấu đỏ cùng chữ ký xác nhận của bà Lâm Thị Phương Thảo, chức vụ phó chủ tịch phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh là không có giá trị pháp lý. Thời gian qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh gây tranh cãi khi thừa nhận chi chuyển hơn 13 tỷ tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp cách đây hơn 6 tháng. Theo nghệ sĩ Hoài Linh, việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì một phần gặp dịch bệnh Covid-19, một phần anh phải điều trị bệnh ung thư tuyến giáp, phải mổ xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra anh còn bận rộn lo hậu sự cho đồng nghiệp làm trưởng ban tang lễ nghệ sĩ Chí Tài, nên đã nhiều tháng qua chưa đến tận nơi trao quà cho người dân. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm trao 4,57 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ xây nhà, giúp bà con ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, huyện Quảng Điền và Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.